Hướng dẫn tự bốc lại bát hương cho ban thờ, chỉ một bát hương đầy đủ và chính xác nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh chia sẻ những thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và những vấn đề tâm linh hàng đầu Việt Nam. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng với các thầy phong thủy nổi tiếng trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết thì người Việt Nam có truyền thống thờ cúng tổ tiên. Trong không gian thờ cúng của mỗi gia đình, bát hương luôn là vật linh thiêng nhất, nơi đại diện cho linh hồn của những bậc tiền nhân. Do đó, bát hương luôn được ưu tiên đặt ở vị trí trung tâm của bàn thờ. Nhưng có thể nói rằng việc thờ cúng coi vậy mà lại hết sức phức tạp. Việc để 1, 2 hay là 3 bát hương là đúng và cách bốc bát hương như thế nào cho đúng phong thủy cũng đang là vấn đề gây nên rất nhiều tranh cãi của các thầy phong thủy ở Việt Nam. Qua đoạn video này thì thầy Gia Cát cùng với đội ngũ trợ lý của Phong thủy Gia Cát sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc trên. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi qua video này hôm nay. Trong phong thủy từ xưa tới nay, bát hương luôn là vật thờ thiêng liêng và gắn bó với tâm thức người Việt, có ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng văn hóa thờ cúng tổ tiên. Trong việc thể hiện lòng biết ơn thành kính của con cháu đối với tổ tiên, bát hương như đại diện cho lời mời gọi đấng sinh thành của thế hệ trước về đoàn tụ với con cháu. Nói cách khác, bát hương là nơi giáng ngự của các bậc tổ tiên, nguồn cội. Chỉ một nén hương cũng đủ bày tỏ lòng biết ơn thành kính của con cháu. Người xưa quan niệm rằng, qua cách trưng bày bàn thờ gia tiên, bát hương có thể đánh giá gia cảnh sự quan tâm, thành kính của gia chủ. Bàn thờ đầy đủ các vật thờ và được bố trí gọn gàng sẽ thu hút vượng khí, tiền tài, ấm êm cho gia đình. Vì thế gia chủ cần phải quan tâm đến việc thay chân hương sao cho bàn thờ luôn sạch sẽ và thông thoáng nhất. Những nén hương nghi ngút hương khói vừa thể hiện sự thành tâm với ông bà tổ tiên, vừa thể hiện mong muốn về cuộc sống tốt đẹp, hướng thiện. Không những thế, mùi hương thơm thoang thoảng của hương trầm còn giúp cho tâm hồn con người được thanh lọc, thanh tịnh hơn rất nhiều. Bát hương không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn chứa ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mang đậm văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi bài viết hướng dẫn bốc lại bát hương cho ban thờ, một bát hương của thầy Gia Cát. Việc bốc lại bát hương không phải thích làm lúc nào cũng được mà cần phải được chọn ngày giờ đẹp để làm. Kèm theo đó là những đồ lễ và những vật phẩm để bốc lại bát hương phải được chuẩn bị đầy đủ để tránh phạm phải những điều đại kỵ tâm linh, tránh bị thánh thần của trách. Mọi chi tiết thắc mắc của quý vị hãy liên hệ ngay với số điện thoại của chương trình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đồ lễ bốc lại bát hương cho ban thờ một bát hương gồm có những lễ vật sau: gà luộc 1 con, 1 đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, 1 đĩa bánh bao 5 hoặc 15 chiếc, 1 đĩa chè, thuốc, trầu cao, 1 mâm cơm canh, xôi 2 đĩa, 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, hoa 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, 1 đèn dầu, 2 cốc nến hoặc cây nến, đồ mã gồm có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cũng cần phải chuẩn bị thêm hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc là rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ thần linh gia tiên, thờ một bát hương. Để việc bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm như sau: thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm song, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho tinh khí của trời đất hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Và thất bảo bao gồm những thứ sau: vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của trời đất, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí nạp tài, tượng trưng cho sự bình an, tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của trời đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phát, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc, được tôi luyện nên có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Phỉ thúy, ngọc phỉ thúy thuộc ngũ hành mộc, là báu vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa,
là một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ, san hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà và thanh tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu sắc lấp lánh khi mà đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của phong thủy lộc tài còn có thêm chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. 2. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt của gạo thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên đây chính là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày 1 và rằm hàng tháng. 3. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như bàn thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho bàn thờ của bạn. 4. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán Nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo này, thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. 5. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt trắng kim, màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết, nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường, sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6. Trầm sông. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt, vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn giữ được cân bằng năng. Vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên bàn thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉnh và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta cần bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình sau. Bát hương thần linh thổ công ghi phụng thờ thần linh thổ địa chư vị tôn thần, hoặc ghi phụng thờ định phúc táo quân chư vị tôn thần. Ghi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1. Sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương hoặc nhang. Hương là tiếng gọi của miền Bắc, nhang là tên gọi của miền Nam. Bước 2. Sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương. Khi đó bát hương mới có linh ứng. Ngoài ra, phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và phong thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có mùi hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim cùng với một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của phong thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó, gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ hiệu. Gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 4. Khi đã bao sái, có nghĩa là lau chùi tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên trên bàn sạch sẽ và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên, chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương, khoảng 1/3 gói. Tiếp theo, chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc tro vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng nửa bát hương, ta dừng lại, rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến, lại bốc tro vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì dừng lại và tiếp tục đổ số gạo vàng thần tài còn lại vào trong bát hương. Lưu ý, ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên xong bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm xông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương và cho nếp có thể làm bẩn bát hương, quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên trên bàn sạch nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn. Để nụ trầm mà phong thủy Gia Cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên trên ban thờ và cắm hương. Như vậy, ta đã hoàn tất việc bốc lại bát hương cho ban thờ gia tiên một bát hương. Sau khi trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên trên ban thờ, đặt bát hương vào chính giữa ban thờ, mặt nguyệt bát hương hướng ra bên ngoài, điều chỉnh cân đối rồi thắp 5 cây nhang theo thứ tự que 1 ở giữa, que 2 ở phía sau bên phải, que 3 ở phía trước bên trái, que 4 ở phía sau bên trái, que 5 ở phía trước bên trái, tính theo hướng của người đứng cúng. Thắp hương xong, bắt đầu khấn bài khấn bốc lại bát hương, tôn cấp lập thờ theo bài mẫu mà thầy Gia Cát gửi kèm cho quý vị trong bộ bốc bát hương của phong thủy Gia Cát. Quý vị chờ hương cháy hết, hóa vàng mã, hạ đồ lễ như vậy là hoàn tất thủ tục bốc lại bát hương. Khi bốc lại bát hương trong vòng 100 ngày, kể từ khi bốc cần phải thắp hương liên tục và sau 100 ngày làm lễ tạ. Thưa quý vị vừa theo dõi video hướng dẫn bốc lại bát hương cho ban thờ một bát hương. Làm gì cũng vậy, đặc biệt là vấn đề về tâm linh, quý vị cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để mọi việc được hanh thông và thuận lợi, tránh tâm lý bất an. Hy vọng rằng qua video ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tự tin để bốc lại bát hương cho nhà mình một cách đầy đủ và chính xác nhất. Trong quá trình bốc lại bát hương thì quý vị nếu như mà cần tư vấn gì thì hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát cùng với thầy Gia Cát qua số hotline này. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị đầy đủ và chi tiết nhất, hoàn toàn miễn phí để quý vị có thể làm đúng, tránh phạm phải những điều đại kỵ trong tâm linh. Thời gian này thì cũng là thời gian mà chuyển giao giữa năm mới và năm cũ sắp đến rồi, chúng ta chỉ còn vài tháng thôi và chúng ta bắt buộc là phải bốc lại bát hương để cho việc thờ cúng trở nên linh thiêng hơn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và nếu như mà quý vị có gì cần thắc mắc thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.